Xem như là chúng tôi trở về chùa Long Khánh một năm nào dưới một mấy chùa mà chúng tôi với thầy Thiện Tâm như là những người anh em một nhà vậy. Chúng tôi không ngờ rằng chúng tôi có duyên lại gặp nhau ở hải ngoại. Vì vậy trên các vấn đề về Phật sự chúng tôi thấy có trách nhiệm chung cũng như riêng. Thì trong tình đạo chúng tôi thấy rằng rất là sung sướng qua đây còn có gặp với nhau, thấy nhau, cho nhau những cái gì mà chúng ta dấn thân trên cuộc đời tu sĩ, phục vụ lý tưởng. Với một cái đề tài chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay là người Phật tử với vấn đề thương yêu và mong muốn. Cái chữ thương yêu nó phát sanh từ một chữ ái. Ái là thương mến, thương yêu. Nghe thì sao nó khó nghe, nhưng mà dịch ra thì nó cũng dễ nghe và cũng dễ hiểu. Và chữ dục ở đây á, mới nghe thì cũng khó nghe, nhưng mà dịch ra thì cũng dễ hiểu và cũng dễ nghe. Theo quan niệm của tôi đó, thương yêu đó là nó bàn bạc nhiều nơi lắm quý vị. Cái thương yêu nó làm cho sinh vật được sinh ra, được đẹp thêm. Thì nơi nào có tình thương là nơi đó có được sinh ra và tốt đẹp. Nếu chúng ta không biết sử dụng lòng thương đó, cái tình yêu đó, thì chúng ta hơi lầm lẫn. Và cái cuộc sống của chúng ta thiếu ý nghĩa. Với cái sự tình yêu của một người Phật tử đó, với vấn đề lòng ham muốn, thì ở đây người Phật tử thường tiếp xúc với cuộc đời, thường sống trong cái cõi đời, là có cái gì mà người Phật tử thường thương yêu, thường mến và thường mong muốn, mong cầu ở trong cái cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những sự lo âu, đầy dẫy những sự bất như ý. Thế thì mai kia mốt nọ, khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi thở, chúng ta mang theo sau cánh cửa tử, chúng ta mang theo gì đây? Đây là những cái cảnh
mà nó tăng thêm sự tham vọng, mà nó lôi kéo tăng cũng như ni và tín đồ vào những chỗ tâm tối. Như quý vị thường nghe một vị thầy giảng dạy là một con người thương yêu nhiều về vấn đề tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài quý vị hiểu rồi, tài của đó. Rồi sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ. Năm cái vấn đề đó, nếu chúng ta thiếu tự chủ, chúng ta thiếu trí tuệ quán xét, thì năm cái vấn đề đó nó lôi cả tăng ni và tín đồ đi vào một cái chỗ tối tăm và đi xa hơn, và chúng ta không còn có cái ý nghĩa nữa. Tài sắc danh thực thùy là năm cái vấn đề tuy quan trọng nhưng mà chúng ta có thể dễ phá được, dễ tiêu trừ được nếu chúng ta có sức mạnh. Cũng có thêm năm điều nữa mà chúng ta khó mà trị, đó là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Cho nên tài sắc danh thực thùy là năm món thô mà chúng ta có thể dễ tự chủ và chúng ta thấy dễ mà phá được. Thì muốn phá được những cái vấn đề này mà chúng ta phải nhờ giáo lý của đạo Phật, chúng ta phải nhờ thầy dạy để chỉ đường, và đồng thời chúng ta phải nỗ lực lên để phá, cũng giống như một cái trứng mà. Thì cái con gà con nó đủ ngày đủ tháng để nó phá vỡ cái vỏ đó ra, chứ không có một con gà mẹ phá cái vỏ trứng để đem cái con gà con ra. Thế thì năm cái vấn đề mà rất là tế nhị, sâu sắc mà khó phá nhất, đó là gì? Là sắc, thanh, hương, vị và xúc, năm cái điều đó. Cho nên chúng tôi xin được lần lượt trình bày với quý vị. Như cái đề tài mà tuần trước á, chúng tôi trình bày với quý vị có hai cái loại gia tài. Cái gia tài thế gian tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô và hổ phách. Gia tài của thế gian đó. Nếu mà chúng ta tích tụ và chứa nhóm những cái gia tài đó, chúng ta là những người lo gần cái phước đức, cái đời này và tiếp đến một đời nữa thôi, chứ không có được lâu dài. Nếu không có sự chỉ đạo của Phật Pháp thì là mong manh lắm quý vị. Cái gia tài mà xuất thế gian như chúng tôi vừa trình bày cái tuần trước đó, tức là thất thánh tài. Thì cái đề tài hôm nay là năm cái vấn đề mà nó tạo cho lòng tham dục của con người. Nếu chúng ta không có tự chủ, chúng ta không lấy lời Phật dạy làm cái kim chỉ nam mà thực hành, thì e rằng chúng ta không có điều động được những cái cuộc sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Như vậy vấn đề tài của như quý vị thấy đó, có một hôm ở bên Mỹ đó quý vị, có một vị sư cũng lớn tuổi, cũng có nổi tiếng lắm. Chúng tôi đoán chắc rằng ở đây đó quý vị cũng có nghe tên vị sư đó. Thì một hôm trong lúc ăn cơm chiều, có bốn năm anh thanh niên mà khoảng 17 tuổi, 16 tuổi thôi, mới gõ cửa. Thì cái vị sư đó mở cửa chùa ra, thì quý vị biết cái chuyện gì nó xảy ra. Bốn năm thanh niên đó bắt đầu trong đi vô đàn áp hết những người mà có trong bữa ăn chiều, kể cả vị sư đó. Dồn tất cả những người mà dùng cơm chiều đó vào một cái phòng tắm, thì có mấy tên chặn cửa và hai tên đè sấp cái vị sư nằm sấp xuống, chân đạp lên.
Đâu quý vị biết đây một cái khẩu súng mà đang đen ra đó, dí vào đầu vị sư hỏi là bây giờ tiền bạc đồ ở đâu, dụng cụ ở đâu. Vị sư mới nói như thế này: này các con nè, các con dù muốn dù không thì cũng hãy để nghe sư nói lời đạo đức đó chứ, để nghe sư nói lời đạo đức đó. Các con là cháu của sư kia mà. Mà quý vị biết cái số đó đấy, nó chỉ có cái mục đích thôi, mà nó đến rất nhanh, mà muốn cũng ra đi hãy cũng không chậm đâu quý vị. Cho nên khi vị sư nói như vậy, nó làm những giọng mà trịnh thượng lắm, thì vị sư mới mới xoay cái đầu lại thì thấy cái con cò lửa mà đang đen. Vị sư ấy nghĩ này: à, súng này không biết súng giả là hay là súng thiệt kìa. Mới móng một cái tâm như vậy thì vị sư mới nghĩ rằng ở đây đâu phải có mà có súng giả đâu. À, vị sư để kéo dài hả, kéo dài cái thời gian để mà có một sự cầu cứu nào đó, có một sự cầu cứu cho đám đệ tử, nhưng mà đám đệ tử đã bị nhốt rồi. Thì dí vào để hỏi ra thì tiền bạc tra khảo vị sư hay. Rồi nó nói là thường ngày, thường mỗi tuần đi đến đây nghe sư dạy hết đó, nhưng mà giờ phút này không có nói vấn đề đạo đức, mà chỉ nói hết giữa sư với đám người về vấn đề tiền bạc và những cái vật gì trong chùa có. Quý vị biết cuối cùng hả, vị sư nằm sấp đó thì một cái tay nó dẫm chân lên lưng sư, rồi hả nó luân phiên nhau là nó lấy hết đục thùng phước xương. À, sư cũng có máy mà camera, video camera cũng vậy, sư cũng có chụp hình, có máy chụp hình nữa, rồi sư cũng có những video nữa biết không. À, và hết rồi, không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra sau một cái biến động đó. Riêng cá nhân tôi, chúng tôi kết luận như thế này: điều đó thật là đáng tiếc. Sở dĩ mà chúng ta có, cho nên mới có một cái đám người đó. Nếu chúng ta không có thì cái đám người nó không có. Cho nên cái này sanh là cái kia sanh. Cái tâm tham dục á, nó ngự trị trong mỗi cá nhân chúng ta, nó lâu đời lâu kiếp. Nếu chúng ta không lấy giáo lý và thiền quán để mà đè mà đã phá nó thì khó lắm quý vị. Cho nên sở dĩ mà chúng ta có đó, cho nên đánh thức cái con rắn độc mang tên tham, cho nên nó tìm cái trăm mưu nghìn kế để nó lấy cho được những thứ đó. Quý vị thấy, cho nên hình ảnh của Thái tử Đất Bạch Đa khi xưa là hình ảnh mà bán sang mua nghèo. Mà bây giờ đây mấy thầy á là có chùa này, có xe này, có máy móc, quý vị thân. Cho nên khi mà chúng ta có đó là chúng ta mất phải. Phải mà, phải không? Phải. Đã có một lần chúng tôi dừng chân lại cái phi trường Los Angeles ở tiểu bang California. Tôi thắc niệm một chút là tôi để cái suitcase ở đây chỉ có 1 phút thôi, mà nó lấy hết, lấy không còn cái gì hết, lấy hết. Tôi cũng worry, nghe là lo lắng 1 phút đầu. Nhưng phút sau tôi nói đáng kiếp, ai biểu có cho nên mới mất, không có thì không mất, phải không quý vị? Chứ có thênh thang. Cho nên sự nghiệp cuộc đời tu hành mà Đức Phật thiệt là rất là thông minh: nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ sinh thu. Vì vậy ở trong thế gian chúng ta đó, chưa có tạo cho có rồi lo cất giữ, cất giữ rồi sợ mất, mà mất rồi là sanh tâm đau khổ. Đức về tiền của đức vị thế,
Nếu mà chúng ta không tự chủ nó đó, để cho tiền của mà nó tự chủ mình đó, thì suốt cả cuộc đời chúng ta lo âu lắm quý vị. Quý vị đừng có tưởng hả, là giàu tiền giàu bạc là có hạnh phúc đâu quý vị. Một nhà tỷ phú nọ giàu lắm, nhưng không có thể trong một cái ngày, một ngày mà ông ta đi 110 chiếc máy bay một lần. Không, ông giàu lắm á, nhưng mà chúng tôi đoán chắc rằng trong một ngày đó không bao giờ ông ăn 10 bữa cao lương mì vị. Không quý vị. Đồng, tôi đồng ý là ông giàu, nhưng không bao giờ trong cuộc đời của ông có 10 bà vợ đa thê. Nói chung đa thê thì cũng khổ lắm quý vị. Một vợ thì nằm giường lều, mà hai vợ đó nằm chiều quê, mà ba vợ nằm ở đâu quý vị không? Hả? Đó, ở dưới này tôi nghe rồi, đúng rồi. Cho nên có cái cuộc đời mà chúng ta giàu tiền và giàu bạc thì chúng ta sẽ thấy gì mà sau khi sức già và tuổi yếu rồi đó, thì cái bên kia cửa tử nó sẽ chờ đợi cho mình những gì? Đó là những bệnh hoạn, lo âu và hối hận. Giàu có mà giàu có kiểu đó, xin thưa thật quý vị, chúng tôi không có ham đâu, không ham. Như vậy quý vị thấy là bạc ác chi mi lắm, hở tiền nó mới làm nhân loại hóa ra điên, mi bôi mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên, mi đạp luân thường vào một xó, mi xô trí tín ngã đôi bên, mi xui thế giới đâm nhau mãi, bạc ác chi mi lắm hở tiền. Quý vị thấy tiền chứ, nhưng mà chúng ta chết vì tiền quý vị, chúng ta chết vì tiền. Thế rồi con người nó khôn lắm, khôn lắm, nhưng mà cái khôn của người cũng là lẳng thật lắm quý vị. Bây giờ người ta đi travel, người ta đi du lịch, người ta không cầm tiền bằng đô la, nhưng mà người ta bằng cái là travel check, travel checking đó quý vị thấy không? Hay là chúng tôi dành một phút ở đó để mình suy tư một cái đồng đô la mà người ta cho là thật, rồi người ta đổi qua cái travel checking, thì quý vị trên một cái hình thức giấy với nhau thôi, phải không? Giấy với nhau thôi. Nhưng cái này là giá trị, mà cái kia có giá trị, nhưng giá trị chỉ 50% thôi. Tại cái này là giá trị mà còn cái kia vậy, rủi mai kia mốc nọ mình có thể gọi là bị trộm cướp thì mình cũng có khai báo được. Thì chúng ta nhìn nhé, chỉ là một cái tờ giấy không hơn không kém, nhưng mà cái tờ giấy nó biết nói quý vị. Cái tờ giấy đó nó đánh đổi một mạng người quý vị. Cái tờ giấy đó nó đánh đổi một cái sự trắng mà thay đen của một người vợ hay là một người chồng. Cái tờ giấy đó nó làm lũng đoạn cái tình cha với con, tình họ hàng quyến thuộc lắm lúc, nó cũng xen vào chùa nữa, nó làm ly gián cái tình thầy và nghĩa trò, nếu một người Phật tử không ý thức. Cho nên ở trong cũng như ngoài, mà nó control hết, nó điều khiển hết, lớn cũng bị, nhỏ cũng bị, nam cũng bị, mình nữ cũng bị. Đó quý vị thấy vấn đề mà ấy, tiền tài nó như vậy đó quý vị. À, thế rồi tiến xa thêm một chút nữa, cái thân của chúng ta ấy, thì ai cũng có một thời đẹp lắm, thời đẹp lắm. Cho nên trẻ đẹp theo trẻ, mà già đẹp theo già. Trẻ nó có duyên theo trẻ, mà già có duyên theo già. Chứ đừng nó già mà thấy trẻ rồi hết cầm cái thấy cái tuổi thân, đừng, không nên. Thế như vậy thì lắm lúc vàng bạc lưu ly pha lê hộp xoàn chẳng hạn vậy, hễ đeo vào gắn vào trên thân á, nó thêm đẹp thêm ra.
Nhưng mà là không biết quý vị làm sao chứ sợ lắm quý vị. Sợ lắm. Ở chùa thì bây giờ mình tin tưởng là mình tu hành ấy, ra khỏi cửa rồi là phải hãy cắt lo. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Cho nên những cái thứ đó đối với những người mà tự giàu dồi dào về đạo đức ấy, coi những thứ đó chỉ là một cái phần phụ mà thôi, chứ không phải là quan trọng trên hết và duy nhất. Là vì với tinh thần của người Phật tử, đối với tiền tài như vậy là chúng ta phải như thế nào? Có đó là do phước đức, do một cái sức khỏe với một cái sự thông minh, tạo một cái nghề nghiệp do mình. Từ đó chúng ta sẽ cố gắng để tạo thêm, là tạo phước trên hai phương diện: phước đức về vấn đề vật chất, phước đức về vấn đề tinh thần. Mà chúng tôi sẽ trình bày quý vị qua cái đề tài cuối cùng mà chúng tôi sẽ rời Canada với cái đề tài là công đức tạo chùa. Thế thì đứng về tài của ai trong chúng ta không có ít thì nhiều. Còn vấn đề thứ hai đó, chúng tôi thấy một cái nguy hại của tiền của đó. Cái vấn đề thứ hai là sắc đẹp. Mà Đức Phật dạy thế này: ở trong cái cuộc đời này chỉ có một cái sắc đẹp mà thôi. Nếu nó có hai cái sắc đẹp thì không có ai mà làm việc đạo được hết quý vị. Đâu quý vị biết cái sự cám dỗ của sắc đẹp nó như thế nào. Cho nên ai trong chúng ta hôm nay mà người nào có phước tướng mà tốt đẹp đó, thì cũng nên đem cái sự tốt đẹp về cái phước tướng của mình đó sử dụng cho đúng chỗ. Chứ đừng để mà biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm đem gửi hương cho gió phụ phàng. Biết bao những người mà lợi dụng vấn đề nhan sắc đẹp của mình làm những chuyện phi pháp, rồi sau một cuộc cái ăn chơi trá tán và trụy lạc đó, cái hình hài nó rã rời lắm, rã rời lắm. À, thế thì ở đây ai trong chúng ta cũng có một thời đó. Nếu mà người nào mà đam mê về sắc đẹp đó, thì quý vị dành một phút thôi, hãy quý vị dành một phút thôi để quý vị thấy sao cái làn da mà ấy mà trắng như bông tuyết vậy, nó mịn màng trơn láng đó, thì sao cái làn da đó quý vị biết có cái gì không? Là máu đó quý vị. Một phút thôi là lòng tham dục nó sẽ xuống liền. Rồi cái người nào mà thấy ấy nặng về vấn đề mà sắc dục nhiều đó, mê sắc nhiều đó, thì cái vị đó chịu khó một chút thôi, một phút thôi, nhìn cái đôi mắt ai kia mà đẹp đó hả, đôi mắt đẹp của ai kia đó quyến rũ và trữ tình đó, thì cái chịu khó cái tưởng tượng mượn hả cái kính hiển vi trong cái bệnh viện đó để về nhìn cái đôi mắt đẹp đó đó, thì quý vị thấy chuyện gì sẽ ra? Như hai cái thung lũng sâu thoai thoại, hãy tham quý vị, phải không? Hãy tham. Hãy tham. Chà, nếu mà thấy được như vậy là sợ lắm, tu gắt à, tu gắt. Rồi thấy cái đâu mũi mà thấy dọc dừa, không biết vô mũi dọc dừa làm sao vậy, nó đẹp làm sao. Mà khi mà nhức đầu sau mũi cắm lành ho rồi, nghĩa là ở trong này nó ra lây xuống, trời ơi, tôi thấy chưa? Phải quý vị? Sự gì nó đẹp làm sao quý vị? Vì nó khéo bao che lắm, phải không? Khéo bao che cho nên đẹp. Thôi nói ra là ghê gớm có quý vị. Thì vấn đề mà sắc ở đây, chúng tôi xin được đến kể quý vị nghe một câu chuyện này. Hồi xưa đang có một vị xuất gia tu hành, vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là Ngài A Nan đó. Thế Ngài tu hành, Ngài cạo đầu rồi mà Ngài đẹp lắm quý vị ạ. Đến nỗi mà Ngài Đại Trí Văn Thù khen Ngài A Nan, mắt của Ngài A Nan như một cánh sen hồng vậy đó. Đấy. Rồi cái nụ cười của Ngài cười như một nụ hoa hàm tiếu, không biết nụ hoa hàm tiếu làm sao. Đấy. Cái khuôn mặt của Ngài giống như một ánh trăng rằm vậy đó. Cho nên Ngài đi đâu trời ơi, thôi mấy cô lại
đã nhìn rồi mà cũng xoay cái mặt mà ngó cho được, xoay cái mặt cũng như là không có tọa độ 90 vậy. Đi một cái đoàn thất thực như vậy, trong cái đoàn tỳ kheo như vậy thì thầy hả, thầy A Nan là được mấy cô cúng nhiều nhất, cúng đồ ngon hơn Phật nữa chứ. Cho nên Đức Phật đi trước lúc nào đó ngài, lúc nào ngài cũng đi sau. Ngài là có đặc biệt thông minh nhất là đa văn và trí tuệ, học rộng nghe nhiều, nhưng mà ngài khỏi chịu tu, không cần. Ngài cái quan niệm là Đức Phật Thích Ca là anh mình, là ngài là giác ngộ rồi, khi nào mà mình muốn giác ngộ mình nói ổng cái là ổng ok. Chính vì muốn học rộng nghe nhiều cho nên không chịu thực hành, thì cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời hả, cái số mà đào hoa của ngài A Nan như thế này. Một hôm ngài A Nan đi theo chư tăng trước của Đức Phật sau ngài vậy, thì đi qua một cái làng đó, thì lần lượt từng nhà vậy, thì có một cái cô gái, có một cô gái mới bỏ Đức Phật, thì không ngờ mới bỏ bát của Đức Phật rồi cái nhìn thấy ngài A Nan, coi như hồn vía, coi như nó phiêu lãng đâu mất. Rồi trong cái phút giây mà giao cảm như vậy, thì ở trong đây nàng Ma Đăng Già, Ma Đăng Già là cái tay chứ không phải là ma được dữ dội đâu nghe không. Thì trong phút giây sao xuyến mới những cái đồ mà ngon mà nhiều nữa đổ hết cái bát cho A Nan, còn những vị tỳ kheo sao có chút đồ dở nữa. Bỏ bát được rồi á thì cũng nghĩ là ngày mai đoàn áo vàng sẽ đi nữa, nhưng mà ngày mai đoàn áo vàng không đi con đường đó nhưng mà đi con đường khác. Rồi cách 10 ngày nữa tháng mới đi lại một con đường, vì chư tăng đi đông lắm mà, chứ đi con đường vậy tín đồ làm sao có thực phẩm để đủ mà cúng dường. Rồi cái ngày ước đêm mơ sao có một ngày ấy, cái giờ tốt, cái đoàn người mà đoàn y vàng đi tới đó, cái nửa tháng 20 ngày mới tới một lần, mà không biết cái tình yêu nó làm sao hãy mới đưa đẩy nó dung rủi mà tâm hồn cô gái vậy. Nó thì bỏ bát lần thứ hai rồi, cái là cách 3 tháng sau không bao giờ thấy nữa. Trên nỗi niềm riêng mà nói chẳng nên lời, nó khó lắm quý vị. Thương ai mà thương nghe quý vị đấy. Cái khi mà thương rồi là biến nói biến cười, vì thương cho nên mình mới mà cái lười học luôn, cho nên cái tình cảm trong học đường nó dày đầy lắm quý vị. Thì cái cô này cũng vậy, trong 3 tháng cái ngày ước đêm mơ cái hình ảnh một cái người mà thầm tưởng yêu thương đó, trong 3 tháng đường vậy rồi biến ăn mất ngủ la kỳ vậy. Mà cái bệnh mà nỗi niềm riêng nói chẳng nên lời, khó nói lắm. Thấy mà cái thân nó càng thấy nhảy vàng vỏ, nó suy nhược lần rồi, không ăn không uống mà đi nó siêu vẹo vậy. Thì có một bà mẹ chỉ có một đứa con duy nhất thôi, thấy con mà càng ngày nó càng bệnh, không biết bệnh gì, ma quỷ nó ám ảnh làm sao á. Rồi mới hỏi chứ làm sao bây giờ mỗi ngày như vậy, con tiều tụy quá, con mà chết đi mẹ cũng vậy, không còn cái vấn đề hạnh phúc gì cả. Thì con có nói thật đi sao. Cô ta nói thật giờ, thưa mẹ, con lỡ yêu một người mà chính vì người đó mà con khổ, con chết như thế này. Hỏi ai vậy, ai mà có được hạnh phúc mà phải nói mà sung sướng quá vậy, đến nỗi con phải bệnh vậy. Ma Đăng Già không cầm lòng được mình, thưa mẹ, con lỡ yêu một vị sư. Bà mẹ bậy nè, yêu thương yêu ai chứ, yêu thương vị sư thì chết rồi, người ta tu hành mà. Người con, nếu mà con không được là con không được người con yêu chứ con chết đi mẹ ơi. Cha và mẹ thấy sao xíu quá vì một người con mà. Thì bỗng có cái tiếng gõ cửa. Bỗng có tiếng gõ cửa. Thì người mẹ bắt đầu ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra thấy một vị tiên phong đạo cốt. Đẹp quá. Tay cầm một cái cây gậy trúc, một tiên phong đạo cốt đẹp lắm. Rồi cái bà mẹ mới hỏi thế này, dạ thưa ngài, ngài đến đây có việc gì? Ta biết chứ, nhà ngươi có một bệnh nhân, nhà này có bệnh nhân, ta đến đây để đem lại hạnh phúc một người, ngươi sẽ mở cửa cho ta vào. Thì bà mẹ mừng quá đi. Rồi quý vị biết là cái vị tiên ông đó cho
hãy truyền cho cô gái một cái chú gì, biết không? Cái chú đó tên là Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên, là cái chú mà bùa mê thuốc lú đó quý vị. Thì mới dạy với ma đang già này, con cái đêm cái bùa, cái chú này này, cứ trì tụng cho nhập tâm, tập trung tư tưởng mà trì cái chú này thì tất cả mọi việc đều được toàn nguyện. Chà, quý vị biết là ma đang già thấy sao? Bây giờ là ăn ngon lắm, nhìn bầu trời là hồng hết. Học thuộc cái chú đó xong, sau 3 tháng quý vị biết 3 tháng đó làm sao không thấy bóng dáng của áo vàng không? Là vì sao? Là chư tăng ăn cư kiết hạ không có ra được, làm cho ta khổ vậy. À, thế thì cái đoàn người bắt đầu đi qua, thì cô ta để chuẩn bị ra cơm nước vì cái ngày đó mà chư tăng ấy giải hạ, thì cái đi ra mà cắt thực đều đặn vậy. Thì cô ta nấu đồ thiệt là ngon, để chuẩn bị sao đổ cái bát nó cho nhiều, rồi bắt đầu mình sẽ thực hành cái kế hoạch. Thì bắt đầu đi xuống thì hỏi ôi cái bóng dáng mà hết ngày ước đêm mơ không có thấy, mà thấy một vị lãnh tụ mà oai nghiêm đầy đủ phước tướng đi đầu, rồi những vị tỳ kheo đi sau, chứ không thấy một người mà người thứ hai mà mình mơ tưởng. Quý vị biết cái người thứ hai đi đâu không? Quý vị biết ngày thứ hai đi đâu không? Bị biệt thỉnh, tức là mời riêng. Mời riêng xong rồi bắt đầu xong rồi là ngày đi, ngày đi đến. Không biết là cái duyên nợ nào, cái oan nghiệp nào nó vun rủi, nó đi một mình tới một mình một bóng đi tới. Thì cô ta buồn đó thì thấy từ ngồi trên gác vậy, cái đâm chiêu nhìn cái nhà, chiều chiều ra đứng trong vườn bắc, chỉ thấy mây bay chẳng thấy gì. Nhưng mà bây giờ đây cô thấy bóng vàng như vậy đấy, cô ta đâm chiêu bắt đầu thì đúng rồi, đây rồi, cái người này rồi. Thì cô ta bắt đầu xuống, không cần bỏ bát nữa, mà từ ở trên gác mà xuống rồi tập trung tư tưởng trì cái chú đó thôi. Ngài A Nan quý vị biết không? Say sẩm mặt mày. Rồi cái chuyện gì sẽ xảy ra quý vị không? Cha, cái cánh tay ngà ngọc đó dìu A Nan bước. Vào rồi là cô ta thi hành đủ mọi kế hoạch. Trong lúc đó ngài A Nan là, nghĩa là ở trên đây không được tự chủ, chỉ dồn tất cả năng lực tu hành ngài hướng về tính xá kỳ hoàng. Mà ngài A Nan nói bây giờ con đứng lâm nạn, Thế Tôn đâu nỡ làm ngơ con, ngài chỉ nói được chừng ấy thôi. Thì trong lúc đó, trong cái cung của vua Ba Tư Nặc ấy, là vua Ba Tư Nặc thiết trai để cúng dường Phật và chư tăng. Thì sau khi mình ngọ trai xong rồi á, thì nó cùng một cái giờ mà ma đang già bắt A Nan. Cho nên Đức Phật Thích Ca liền nhập định, chứ không có thuyết pháp như những kỳ trước, liền nhập định. Sai ngài Đại Trí Văn Thù đem cái chú mà chú quý vị biết không, cái chú mà lính thì sợ trều ải, mà sư sải sợ Lăng Nghiêm, chú tùng sáng buổi mai đó, nắm đệ Lăng Nghiêm đó, đem cho ngài Đại Trí Văn Thù đi đến trước cửa ngõ đọc một cái, hãy đọc một cái là ở trong đi tiêu ngay. Ngài A Nan thong thả chững chạc, và phải nói đi thẳng về tinh xá, đi thiệt là nhanh. Từ đó ngài Đại Trí Văn Thù đem ngài A Nan về tinh xá, thì ma đang già là chạy một cách, nghĩa là rất nhanh, và kêu gào ra trả A Nan cho tôi, kêu gào. Thì cô ta chạy thật là bươn bả, thật là mệt nhọc để đến tinh xá kỳ hoàng. Thì trong lúc đó chư tăng và Đức Phật đã có người trì ở đó. Thì Đức Phật hỏi người con gái đó như thế này: thế thì cô thương A Nan thương cái gì? Ma đang giảng: trời, con thấy thấy mắt A Nan đẹp quá. Ngài mới nói: sao Đức Phật cũng tiếu lắm mà thực tế nữa chứ. À, nếu mà cái đôi mắt đẹp như vậy, sau một đêm ngủ đó mà bị đỏ mắt á, thì cái chuyện gì nó xảy ra? Ghèn đó. Đấy, đẹp đó mà, nhưng mà qua một đêm á thì ghê quá. Rồi cô gái nói: thế thì mắt không đẹp nhưng mà miệng A Nan nói có duyên và đẹp quá. Rồi Đức Phật nói: nếu một trước khi đi ngủ á, mà không có đánh răng á, thì sau đi ngủ trời ơi ai mà chịu nói. Thế thì ở trong đây cái cô gái nữa nói: thế thì lỗ mũi A Nan đẹp quá đấy.
Từ ngày ông nói trời, cái gì mà khi mình nhức đầu sổ mũi cầm lạnh ho thì cái gì nó ra vô đây cô gái? Thế thì cái lỗ tai của anh ấy cũng là để tuyết phải. Rồi ngài nói nếu mà không tắm rửa mà không hề không ngoái đồ tai, trời cái gì ở trong đó nữa. Rồi anh ăn cô gái, như vậy là cả đầu anh ăn được để hết. Đức Phật không cũng hơi tiếng, à như vậy thì được, yêu chỉ đầu anh ăn thôi sao? Nếu có thể được thì cắt cái đầu anh ăn hễ cho ngươi được không? Dạ không, đâu phải. Như vậy thì ở trong đây tôi yêu hết cả hình hài của anh ăn. À như vậy thì cả cái ruột rà mà gan phèo phổi gan và lá lách đủ thứ hết trơn, máu me máu mủ đủ thứ, yêu nổi? Dạ không. Như vậy cuối cùng đi, Đức Phật khai ngộ cho Ma Đăng Già là hãy quán thân bất tịnh mà đồ hãy cái tâm niệm tham dục. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là dâm tâm bất trừ mà trần bất khả xuất, là chỗ đó đó. Sanh tử bì quyền tùng tâm dục khởi, sự thứ thực khó nhập mà sanh đây chết kia trong con đường luân hồi sinh tử, đó là cái tâm tham dục. Các quý vị thấy tâm tham dục, qua cái câu chuyện mà quý vị thấy hả, ta thấy những người nào mà có duyên với Phật hồi đó đều là được Phật độ hết, phải không quý vị? Được Phật độ hết. Cho nên đến về vấn đề mà ấy, sát dục mà chúng ta nói là một chuyện quý vị, mà chúng ta cần phải quán nữa quý vị mới phá nổi. Chúng ta phải hiểu biết đó, nhưng mà chúng ta không quán được một cách sâu sắc mà mãnh lực bằng cái tuệ tâm thì chúng ta khó mà có thể gọi là phá nổi. Cho nên sắc đẹp rất là nguy hiểm chứ không phải không. Thì chúng tôi kể một cái câu chuyện của một vị mà tu đến cái giai đoạn này. Chúng tôi thấy là qua cái câu chuyện như vậy đó, và cái câu chuyện chúng tôi sẽ kể có một vị tu để đoạn được cái vấn đề mà hay dâm tâm, tức là cái tâm tham dục đó. Xưa có một vị sư không biết từ đâu mà đến. Vị sư đã chọn một cái đồi ở cái phố Edmonton này. Vị sư đó lập một cái am, cái cốc. Thì vị sư đó nghĩ rằng lên cái đó để mà tu hành á, thì cứ mỗi ngày như vậy là đi xuống cái phố Edmonton để mà khất thực, để cho tín đồ hay giúp đỡ vấn đề thực phẩm, một ngày chỉ ăn một bữa thôi. Nhưng chỉ đến được một, đi xuống thành phố Edmonton chỉ một hai bữa thôi, rồi ngài không có đi xuống phố nữa, là vì song song thời gian đó đó, nó không bao lâu đâu, thì có bốn mẹ con của một cái gia đình nọ, một mẹ mà có ba người con gái không. Thì bốn mẹ con mà này lên mới thưa sư như thế này: dạ bạch thầy, gia đình chúng con xin phát nguyện sẵn sàng cúng dường thực phẩm cho sư, cho thầy. Thầy đừng đi xuống phố nữa, thầy chỉ chuyên tâm tu đi. Mỗi ngày như vậy là chúng con thay phiên nhau để dâng thực phẩm hãy cho thầy. Thì đó quý vị thấy, vị sư không còn đi xuống phố nữa không? Như vậy là ba người con gái thay phiên cứ mỗi ngày như vậy là lên cúng dường sư một bữa ngọ thôi. Thì trải qua ba năm là ba mùa đông, thì người mẹ bảo cái cô gái út đó, cô gái nhỏ nhất đó, nói thế này: con này, hôm nay đó nghe chưa, con đến con dâng cúng dường thực phẩm vị sư rồi, con đến con ôm vị sư, con hỏi cái câu như thế này là thị hà cảnh giới, cái nghĩa là cảnh giới này là cảnh giới gì? Vị sư mới trả lời như thế này: khô mộc ỷ hàn nham, tam đông vô noãn khí. Nghe cái câu đó rồi là cô gái về thưa với mẹ. Cái bà mẹ ở trong đây đốt cái chòi, là bà làm cái chòi ở dưới đồi đó,
để mà cúng dường thực phẩm cho vị sư, làm cái chòi ở dưới đồi. Bà mẹ đốt chòi, dẫn ba người con gái đi. Bà mới nói trong 3 năm mà tu hành cứ chừng nấy thôi, chê vị sư, cho nên đốt chòi dẫn con đi. Quý vị biết hả? Quý vị biết cái gì nó xảy ra giữa cô gái hả? Hỏi một câu thị hà cảnh giới, gọi là cảnh giới này là cảnh giới gì? Mà vị sư trả lời như thế này: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Sư nói thế này: đã trải qua 3 mùa đông rồi, thấy chưa? Ta như một cái cây khô vậy, đứng nương một cái tảng hay một cái núi lạnh. Thì quý vị thấy một cái núi đó thì biết bao nhiêu những cỏ, những hoa, những cây, những lá hả, nó xanh phải không quý vị? Nhưng mà trải qua 3 mùa đông rồi, cái thân ta hay tâm ta như một cái cây khô thôi. Đã là cây khô rồi bây giờ còn có đâm chồi nảy lọc không quý vị? Không, quý vị thấy không? Rồi ngài mới tiếp một câu là tam đông vô noãn khí, đã qua 3 mùa đông rồi, ta không có một chút hơi nóng, không còn có một chút hơi nóng hơi ấm. Cho nên huống chi sáng một cô gái đẹp mà đến ôm ta hỏi là cảnh giới này là cảnh giới gì đó. Ngài trả lời cái câu đó: bà mẹ, tại sao phải đốt cái chòi mà đi? À, trong cái cảnh này vị sư tu đến cái giai đoạn mà ái dục khô thôi. Tu ái dục khô thôi, nghĩa là nam và nữ không bao giờ làm bận rộn tâm hồn của sư. Rồi như vậy quý vị biết, khi mà ái dục khô mới vào một cái gì, là cái sơ tiến trong thập tiến của Phật giáo. Sơ tiến trong thập tiến là gì? Là càn hệ địa, tức là ái dục khô mới bước vào một cái địa vị đầu tiên trong cái thập tiến. Cho nên cái bà này, bà đốt chòi dẫn ba cô gái đi. Cái bà này là bà mà tu cao nhất, tư tưởng là thiền tông đó quý vị. Tu là ngồi ngay, chứ 3 mùa đông rồi mà chỉ có ấy, điều động là ái dục mà khô thôi. Như vậy là chưa phải là quả vị rốt ráo, tức là tu nhất kiếp, tu nghĩa là trực tiếp nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên bà này tu nghĩa là đấu ngộ, mà sư này tu là tiện tu, tức là tu từ từ, tu chậm chậm 3 năm. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy ái dục mà khô rồi là còn phải vấn đề tu nữa. Thì chúng ta sự thật là cũng chưa được như ngày đó, cho nên chúng ta đừng có thử nha. Đừng có thử nha. Đừng có thử ôm sư hỏi là thì hà cảnh giới nha. Đó. Chỉ đây là cái câu chuyện thôi. Những người trong cuộc ấy, giữa vấn đề tiệm tu với vấn đề đấu ngộ khác nhau. Chúng tôi thấy vấn đề sắc. Vì sư tu 3 năm chỉ đoạn cái sắc dục thôi, để làm cho ái dục khô thôi, chứ chưa phải là một quả vị mà như bà này mong cầu. Quý vị, như quý vị biết rồi. Chà, mới hơn 30 phút mà thấy chuông lắc rồi đó quý vị thấy. Bây giờ đến danh, tài rồi sắc rồi danh quý vị thấy. Ở đời này không có cái tên này thì cũng có cái tên nọ. Không có ai mong muốn là mình vô danh tiểu tốt. Là quý vị, mình chi vậy? Quý vị thấy mình chi vậy? Quý vị thử coi, cái mà mình gọi là cái của mình á, nghĩ chút thôi, nó không phải của mình quý vị. Mình có thân này, mình nói bây giờ đừng bệnh nha, nhưng mà nó vẫn cứ bệnh, là mình không được tự chủ chứ sao. Phải không quý vị? Bây giờ đây quý vị đó, đừng có bệnh nha, mình nói mình, nhưng mà mình vẫn cứ bệnh, là mình không tự chủ chứ gì nữa. Mình ơi, bây giờ đừng có buồn nữa nha, nhưng mà gặp việc bất như ý vẫn cứ buồn. Thôi quý vị đó, cho nên chúng ta không có tự chủ ta đâu, không tự chủ được chúng ta đâu. Là vì
Cái chuyện gì không phải muốn là được đâu quý vị. Cái tóc của mình đây này, đừng có bạc, nó đừng có bạc nhưng mà vẫn cứ bạc. Cho nên quý vị thấy là hãy cha già soi gương buồn tóc bạc để báo hiệu cho một cái gì quý vị biết không? Là cái chuỗi ngày thì nó tích tụ bởi những vô thường mà chạy theo tiền tài, hãy sắc đẹp, ăn ngon và ngủ kỹ. Đó, quý vị thấy chạy theo tiền tài, chạy theo sắc đẹp, chạy theo danh lợi, tên trường, danh lợi, vinh rồi nhục, mà giữa cuộc trần ai khóc lẫn cười. Quý vị thấy cái ngôi vị mà tổng thống đó hả, ham lắm quý vị, ai không ham. Nhưng mà kẻ đó thì không ăn lạc chút nào đâu quý vị. Hãy nó thay nhau mà đổi vị trong 4 năm hay là 8 năm thôi quý vị. Đó, quý vị thấy cái con ếch nó chết đi chậm rãi lắm, bây giờ là đi nhanh thêm chút nữa. Tôi nói chung là đến chùa mỗi bước chân đi là có gió theo đó. Trên đạo có, ở ngoài đời cũng vậy. Quý vị biết là chúng tôi sẽ trình bày ở trong vấn đề mà cái vấn đề mà thất tình và lục dục ấy, rồi vấn đề tam ái như thế nào, quý vị thấy ghê lắm. Cái cuộc đời chúng ta bận rộn theo vấn đề mà thương yêu với một sự mong muốn đỏ. Nó sơ sơ chứ giờ thời gian nó không có cho phép quý vị. Rồi bây giờ đến ăn uống. Quý vị có thể tưởng tượng rằng ta có cái hình hài này, ngày cũng như đêm, luôn luôn quán niệm từ bi. Vì cái từ bi mà chúng ta có cái hình hài này, để quán niệm từ bi, để chúng ta cảm ơn tất cả. Là vì cái hình hài này, có hình hài này là biết bao nhiêu vô vàng cái sự nhân duyên trực tiếp và gián tiếp để có một cái hình hài ngày hôm nay. Cho nên chúng ta mà cảm ơn một cái phương diện nào đó nó chưa đủ đâu quý vị. Cái quán niệm về từ bi nó trải dài cả không gian và thời gian để có một cái hình hài này. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta ăn để mà sống, để cho có cái sức khỏe, để mà chúng ta tìm ra một lẽ phải. Lẽ phải ở đó nằm nơi một người vợ đoan chánh hiền hòa, tượng trưng cho lòng cái từ bi. Và một người đàn ông nhờ cái miếng ăn cũng vô vàn muôn triệu cái nhân duyên đó để biến thành một người đàn ông, thành một người chồng hay là một người cha gương mẫu đầy đủ sự minh mẫn, tạo thành một cái gia đình ấm cúng, tức là muốn tạo thành cái Phật hóa trong gia đình. Cho nên tình độ của một người Phật tử không xa đâu quý vị, không phải nằm bên kia cửa tử hay nằm về một cái phương Tây nào đó, mà đạo Phật muốn tạo cái thế gian này trở thành tình độ ngay ở nơi đây. Chính vì vậy mà những cái thức ăn mà chúng ta hàng ngày mà chúng ta nên, quý vị tu ở chỗ trong bữa ăn đó quý vị, tu trong bữa ăn thôi. Nếu mà lòng tham chúng ta không dấy khởi, khi mà thấy những cái món mà sơn hào hải vị, lòng tham chúng ta không sân sự, nó tu đó quý vị. Đó quý vị thấy, khi ở ngoài mà những cái bàn mà để la liệt những đồ ăn ngon như vậy đó, thì thấy ở ngoài như vậy đó, nhưng mà khi nhai vô miệng rồi á, thì thấy nó cũng màu mè đủ thứ ấy, xào nấu chiên thơm phân phức, nhưng mẫn xuống dưới cổ rồi lãng bình đẳng ngang nhau, phải không? Hết rồi. Rồi bây giờ xuống như này nữa thì thôi khỏi nói nữa, chấm dứt chừng đó, đừng nói nữa quý vị thấy. Rồi chưa đủ đâu quý vị, cái thân của chúng ta là một cái thân mà rỗng tuếch, không tự chủ, phải không? Có ăn thì có vô là phải có ra, dứt khoát. Ở đây có khi nào mà có vô mà không ra đâu, có không? Thì có vô có ra, rỗng hết, ngày cũng như đây. Nó vậy mà đã ngày ngày cũng như đêm là hoàn toàn rỗng tới thôi. Bây giờ cái thân của chúng ta nó bé bỏng lắm, đời sống của ta mong manh lắm, là vì sao? Bây giờ cái chỗ này quý vị thở mà quý vị thấy nó lên xuống nè, cái hơi ra vô đó quý vị, hơi ra vô. Mà cái chỗ này bây giờ mà không cho ra vô nữa, quý vị thấy không? Đây là một cái cửa ải mà không chịu lo tu. Quý vị thấy coi, nó vô đây rồi mà bây giờ không xuống mà không ra nữa là rồi đó. Nó bé bỏng, nó mong manh lắm, vậy mà không chịu mà chạy theo cả, muốn tiền của cho nhiều, sắc đẹp cho lắm, có danh cho cao này, ăn cho nhiều mà chưa đâu quý vị.
uống nước á, phải đòi uống cái thứ xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, tím tím, đòi cho được. Mà chưa đâu, nó sùi bọt lên chút nữa. Xa, thấy là đủ thứ á. Tối vậy thôi. Nó ăn uống rồi mà, rồi ngủ nữa, ngủ nữa. Chà thôi. Thường thường đúng ra quý thầy đó nha, quý thầy đó đóng một cái giường khoảng cái bề ngang bằng cái bàn này, từ đây qua đó thôi, đây qua đó thôi, nó vừa cái lưng thôi. Đây quý thầy qua Mỹ cần phải nệm rồi cho nó êm nữa, về tùy theo thời tiết, tùy theo quốc độ đó. Chứ đúng ra quý thầy nằm cái giường cái khoảng chừng này thôi đủ đặt cái lưng xuống. Tại sao quý vị? Là vì khi ngủ rồi, cái trạng thái của những vị thầy mà khi ngủ rất là khoa học đó quý vị. Phật dạy đó, hả? Phật dạy lúc nào cũng nằm mà nằm nghiêng về bên phải đó, là cát tường ngọa đó, nằm theo cái kiểu mà cát tường là tốt lành đó, nó ít mộng mị quý vị. Và đồng thời cái trái tim chúng ta nó xê dịch về bên phải một chút là ít mộng mị. Mà khi nằm như vậy quý vị thấy nằm như vậy đó hả, thì thôi bây giờ nó chưa ngủ thì nằm sao ấy, nằm nó đàng hoàng. Mà khi mà ngủ rồi thì thôi mắt đàng hoàng, quý vị thấy mắt đàng hoàng. Cho nên khi mà vị sư mà nằm cái giường như vậy đó, ấy khi mà ngủ mà mê mà bỏ cái tay xuống trước, bỏ cái tay xuống trước là quý vị thấy cái gì ra, xảy ra nó hụt hẳn liền phải không? Như vậy thì vị sư phải trở về chánh niệm là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Phải trở về chánh niệm niệm Phật liền. Còn người mà buông lung cái vóc tứ thân tứ đại này á, tạo cái giường cho nó rộng đó, khi ngủ rồi buông cái tay ra, chà sao nó mềm mại, nó êm ái quá, cái giấc ngủ nó triền miên, làm sao niệm Phật đấy? Đến nỗi mà đồng hồ nó báo thức rồi cũng vẫn nằm mãi trên giường không muốn dậy. Chà ngủ như vậy thì làm sao mà thao thức được vũ trụ nhân sinh đâu quý vị, phải không? Đó quý vị, thấy ghê quá. Mà mỗi suốt cả cuộc đời chúng ta chạy theo tài sắc danh thực và thùy, hết rồi. Cho nên lắm lúc mà chúng ta tu niệm Phật á, đại khái lắm, khi nhớ thì tu, khi quên là thôi. Mà chạy theo mấy cái này là quên hết á. Mà hả, tăng cũng như ni và tín đồ mà chạy theo mấy cái này là thôi, đi vào cái tâm tối lắm quý vị thấy. À, tiếp theo chúng tôi xin kể quý vị nghe cái câu chuyện mà hai câu chuyện ông trưởng giả bốn vợ. Nào, ông trưởng giả bốn vợ. Chúng tôi xin thưa thiệt với quý vị, Đức Phật kể trong kinh Trường A Hàm mà hôm nay thầy Tường kể cho quý vị nghe cũng thêm một chút gia vị. Thêm vào đó một chút gia vị. Thì ở đây đó, muốn kể cái câu chuyện này chúng tôi xin được hỏi, hay ở đây quý cụ ông hay cụ bà, các anh các chị trả lời cho chúng tôi. Nào, trả lời chúng tôi câu hỏi chúng tôi một chút, từ đó cái mạch nguồn vào cái câu chuyện chúng tôi mới tiếp tục được. Nếu mà quý vị không có trả lời giùm á, thì cái câu chuyện nó sẽ chấm dứt từ đó chứ không thể đi sâu vào được hết. Thì cái câu chuyện ông trưởng giả bốn vợ như thế này. Ở xã hội này làm sao có người mà tới bốn vợ được? Có không? Hả? Đâu có khó. Có vợ chính, còn mấy người phụ thì giấu giếm ở đâu thì không, đâu dám nói. À, thế mà ông trưởng giả này cũng có bốn bà vợ. Thì quý vị cứ nghĩ ông trưởng giả ở đây đó là cái người mà đầy đủ cơm ăn, áo mặc và nhà cửa như chúng ta ngày hôm nay. À, ông rất là giàu dào vấn đề về vật chất. Nói thì ông trưởng giả này ông có bốn bà vợ. Bây giờ chúng tôi xin hỏi, tại sao ông này là ông có vợ, hả? Có bốn đến bốn bà vợ như thế. Ông này ông quan niệm vợ là gì? Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi xin hỏi ở đây quý cụ quý bác ở đây, các anh các chị này. Bây giờ ai định nghĩa vợ là gì? Nói thiệt ở đời đi. Mà nếu nói không thiệt thì cạo đầu đi tu như quý thầy trước cho nó khỏe. Còn mà định nghĩa không được thì thôi, bây giờ mình cũng ở giá, đừng lập gia đình. Phải không? Mình nói thật thử coi. Còn mà nếu nói không đúng á thì thôi, xin thầy tu là cầu phúc mà tình là giấy oan. Còn người nào mà hễ mà không định nghĩa được vợ rồi thì lỡ rồi thì vẫn là đi vào con đường mà như tất cả mọi người đi. Định nghĩa được thì đó,
hỏi khỏe, mong định nghĩa không được thì bây giờ chúng tôi xin hỏi vợ là gì? Đâu 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 hả? Không thật vậy, vậy các anh các chị cứ nói thật chứ đừng nói đạo nghe không? Thật đó, quan niệm vợ là gì, nói thiệt đi. Nói quan niệm của mình nó như thế nào mà sao họ mê quá, mà họ ở trong các người người mà không có vị nào mà cao đâu đi tu mà lá chứ. Mà người nào mà định nghĩa được vợ thì mới lấy vợ nghe không? Mà lỡ lấy rồi thì bây giờ phải hiểu được vợ là gì nữa. Bây giờ nói thật đi đó. Bây giờ thầy hỏi anh, bây giờ anh có vợ chưa mà dây không? Bà vợ mà nghe câu nói là tối nay rồi. Vợ cả chồng dây oan luôn. Chà, cái kiểu này thì đến thưa thầy thiền tâm là xuất gia rào rào hết. Mà nói cái câu đó, người nào mà có vợ có chồng có con rồi mà đi vote hết rồi cũng nguy lắm đó nghe không? Bây giờ quý vị nào nói, bây giờ nói thật đi, nói thật lòng mình đi. Chứ còn mà không đúng nghĩa của vợ ông trưởng giả này, cứ cái câu chuyện đến đó là hết, chúng tôi sẽ chuyển qua cái đề tài khác. Nào quý vị nào coi. Chứ chẳng nhẽ chừng nay mà. Hả vậy? Tại vì thế gian là ví dụ như bản thân của con yêu bản thân của con quá, nên con sống cô đơn không được, con sợ hãi, con sống cô đơn không được, cho nên con phải thương yêu một người nào đó để cho họ thương lại con. Và nếu con thấy chưa đủ thì con kiếm thêm một người nữa để cho họ thương lại ngược lại con. Cái dưới như này quý vị cười là cậu cũng có một cái lối nghĩ nè. Nào đó là cái quan điểm của anh à, vị nào nữa, khi nào nữa ở đây đừng mắc cỡ mình ấy, là cái thật mà cái đề tài mà chúng tôi mà để đó có vài thầy nghe sao khó nghe quá muốn đổi, nhưng đó là một sự thật mà, phải không quý vị? Đâu bây giờ còn quý vị nào nữa nè, coi có người trong đây lấy cái lăng kính người Phật tử về thế thầy à, vợ là nợ mà vợ là oan gia nghiệp báo. Đó là nói về đạo đó. Mà không biết ai, đường trần ai, ai chưa qua chưa phải là người đó quý vị. Phải không? Chà, thầy muốn định nghĩa vợ không? Theo quan niệm sống Thầy xin đơn giản, vợ là gì? Người tâm sự với Viên Giác rằng vợ có nghĩa là một tác phẩm tuyệt mỹ mà Thượng Đế ban cho. Và anh ta đặt bài thơ lên nè: ai tạo ra em, ta biết đâu, trước em Thượng Đế cúi đầu. Nói về cái sắc đẹp của người vợ mà Thượng Đế của người tạo ra cúi đầu trước người con gái như vậy, quá đẹp. Đó là cái mà cái định nghĩa của người vợ. Thầy vâng, thầy dùng là rút cái xương hông của Adam mà tạo ra Eva đó. Có người á, họ định nghĩa mà phải nói có lẽ là ở đây quý vị biết vợ là người bạn đường trăm năm đó, người bạn đời đó, trăm năm đó. Đó người đó nói thật đó. Ở đây có không? Có quý vị có quan niệm gì không? Có chứ sao không? Phải không? Có người họ nói thật đó, có phải chưa? Rồi có người họ quan niệm là cái người bạn mà chia vui sẽ buồn đó, cái đắng cay ngọt ngào đó, họ nói vậy. Rồi tiến đây đến nào quan niệm là vợ ở chồng đó như một hình với bóng. Chà, thiệt là thấm thía da diết hả? Nhưng mà thế mà ông này tới bốn bà luôn. À, thôi chừng nay cũng đủ tạm nghĩa cái vợ người vợ một quan niệm à. Thế thì cái câu chuyện này Đức Phật dạy trong kinh Trường A Hàm như thế nào? Trong A Hàm mà Đức Phật dạy như thế nào? Ông trưởng giả này có bốn vợ. Cái bà vợ thứ nhất, ông trưởng giả yêu thương thật là ngọt ngào.
Bà vợ thứ nhất rất là đẹp đẽ, theo ông ta quan niệm. Ông ta yêu thương thật là, phải nói là ấy, tha thiết. Cho đến lúc khi mà cái trời tuyên, trời mà băng giá, ấy, tuyết băng á, thì ông ta tìm cái chăn êm nệm ấm cho bà nằm. Cái khi nào mà bà vợ thứ nhất mà nhức đầu sổ mũi cảm lạnh ho đó, thì ông mới đem bà ta đi bác sĩ để mà ấy, chẳng mạnh tìm thuốc. Thì theo quan điểm riêng cá nhân tôi đó, thì cái ông trưởng giả nó cho bà vợ uống soạn soạn thứ Tylenol hay là aspirin hay là chỉ không thác chẳng hạn vậy. Rồi khi mà bà vợ muốn đó, mà chứng diện đó, thì ông chồng mới đem bà vợ thứ nhất đó, đến những là tìm những thứ lụa là những quần áo vải đồ hết, gấm theo hoa đồ đủ thứ, rồi đi tìm đến những người thợ may cắt khéo nữa. Đó. Rồi khi bà vợ thứ nhất đói thì ông tìm những cái thứ ấy, ngon vật lạ cho cái bà vợ ăn. Cho nên tóm lại, ông trưởng giả thương bà vợ thứ nhất như như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Cho nên ai là một trong chúng ta, nếu mà tới mà ấy, tát bà vợ thứ nhất một tát tay là ông sẵn sàng, như vậy sẵn sàng tìm cách ngăn cản ngay. Mà trong cái thuật ngữ của Phật giáo là thức thứ bảy chắc cái phần thấy của mình, thức thứ tám làm một cái ngã. Đó quý vị theo dõi đó, ông trưởng giả này ông thương yêu bà vợ thứ nhất như vậy này, cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Thì ông trưởng giả này ông có bà vợ thứ hai thật là sắc sảo mặn mà, đẹp lắm, không thua gì cái bà mà thứ nhất. Nhưng mà ác nghiệp thay, cái bà vợ thứ hai hay ngoại tình. Mà ông ta luôn luôn tìm cách để chặn cái sự ngoại tình của bà ta, nhưng mà không bao giờ được. Ông tìm cách cửa đóng then gài đủ mọi cách để chặn đứng sự ngoại tình. Một khi mà ngoại tình như vậy là cái hạnh phúc ổng cơ hồ như đổ vỡ. Đó là bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ ba, thì ông trưởng giả này có những chuyện vui buồn hay biết trên những cái cuộc đời này, thì tất cả về kể cho bà vợ thứ ba nghe. Thì một hôm ông trưởng giả về, ông kể cho bà vợ thứ ba nghe như thế này. Ông kể bà này, đặc biệt năm nay tại tu viện Trúc Lâm đó, có mấy thầy đến tổ chức cái khóa hạ. Cứ vào mỗi buổi tối như vậy là quý thầy thay phiên nhau thuyết pháp qua rất nhiều đề tài. Phật tử tại vùng Edmonton thật là sung sướng và mong mỏi cho Phật tử đi chỗ đông, nhưng mà chùa thấy chật quá, chùa chật quá. Ông mới đề nghị cái ông ta mới đề nghị cái bà như thế này: con hôm nào lấy lên để thưa thầy trụ trì đó, cách sao mà chùa mình cho rộng thêm ra chứ còn tình trạng này. Phật tử mà đến đông mà chùa chật đâu lúc đó, họ đứng ngoài chật họ buồn lắm. Vì nghe pháp mà có người được người không. Đến mà trời mà tuyết lạnh, Tết mà xuống trời tuyết lạnh như vậy, người ở ngoài thì lạnh lắm, cho nên họ chán lắm. Cho nên họ làm Tết ở nhà chứ không làm Tết ở chùa. Ông nói đúng chứ quý vị, phải không? Đúng chứ. Đúng. Rồi ông cũng có nói với bà vợ thứ ba, nói hôm nay có tiễn đưa thường tọa Thắng Hoan đó, ấy đi về Mỹ. Bà con giữa quý thầy cũng như quý cô, quý Phật tử cũng có cảm thấy cái bùi ngùi. Nhưng ông nói một câu hợp đạo lắm: chuyện có hộp có tang mình đâu có buồn. Thôi vậy, thế thì làm sao không buồn được? Gặp quý thầy về đây tạo cái cảnh vui, mà đạo tâm mỗi Phật tử tươi hết, vui lắm. Thì khi mà mấy thầy vắng đi rồi còn thầy trụ trì có một mình thì cũng thấy cũng buồn chứ. Đó. Thì chúng tôi sẽ
đại khái một vài nét thôi, chứ ông trưởng giả này ông kể cái chuyện cho bà vợ thứ ba thật là dồi dào nhiều lắm. Thì tóm lại tất cả những cái chuyện gì cho đến những chuyện tình vụn vặt trong mơ, ông trưởng giả đều kể cho bà vợ thứ ba nghe. Cái bà vợ thứ tư, chúng tôi không biết vì duyên nợ vì sao mà ông trưởng giả này ông cưới bà vợ thứ tư, hả? Không biết duyên nợ tại sao, nhưng bà vợ thứ tư cũng nhan sắc cũng đẹp lắm chứ. Nhưng mà cái cơ hội như đời sống của ông thờ ơ và hễ lãnh đạm đối với bà vợ thứ tư lắm. Đó, quý vị thấy lần lượt bà vợ thứ nhất, gì thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi quý vị thấy ông trưởng giả đang có bốn bà vợ đó. Chúng tôi tóm lại, nhất cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Bà vợ thứ hai thật là sắc sảo mặn mà đẹp lắm, nhưng mà chính hai ngoại tình. Bà vợ thứ ba là một người mà phải nói rằng tất cả những cái chuyện tình cảm vui buồn đều kể cho bà vợ thứ ba nghe. Bà vợ thứ tư là cơ hội như ông thờ ơ và lãnh đạo, không có tha thiết mặn nồng trong tình nghĩa vợ chồng. Thì không ngờ trong một cái hôm nào đó ông lâm cái trọng bệnh, mà chúng tôi không biết rằng ông trưởng giả đó lúc bấy giờ là vào bao nhiêu tuổi, vì khó mà định nghĩa lắm quý vị. Đấy, nhưng đã có một lần chúng tôi nói ấy, cái tình cảm của cái người Việt Nam á, giữa vợ với chồng từ trẻ đến già nó biến thể, cái từ cái tâm lý của từng lứa tuổi biến thể theo cái tình yêu và vấn đề bổn phận trách nhiệm của chồng vợ. Cho nên khi mà trẻ thành vợ chồng trẻ thì anh em ngọt lắm. Đến 40-50 tuổi rồi cái chuyện vẫn lần với mình với mình. Đến 60-70 tuổi rồi là ông với bà, hay là nói là ba thằng B hay là má thằng C. Quý vị thấy, theo bây giờ trung bình đi, đấy, trung bình 40-50 tuổi đi. Thì một hôm đó ông trưởng giả lâm cái cơn trầm bệnh, biết là mình không qua khỏi. Trong cái cơn ngắt ngoải hấp hối đó, lần lượt ông nói cái giọng hễ bi ai lắm. Ông mới gọi, hãy trong lúc nào nằm trên giường bệnh rồi, bốn bà vợ cứ lần lượt hãy đứng trên giường bệnh để nghe lời trăn trối cuối cùng. Thì ông trưởng giả này ông nói thế này, mình này. Rồi ông mới kể tiếng được tiếng mất thôi. Suốt đời tôi cưng, tôi thương bà cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Cái giờ phút này tôi chỉ mong mỏi là, không phải nói nha, ngọt ngào mà nhẹ nhàng như tôi nói này, tiếng được tiếng mất, người mà hấp hối mà. Chỉ có câu cuối cùng là mong bà chết theo tôi. Cái bà thứ nhất bà nói thế này, đâu được. Tôi biết chứ, tôi biết cuộc đời của ông cưng tôi như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng giờ phút mà nhắm mắt tắt hơi thở, tôi với ông là hai thực thể, hai tâm hồn, không thể nào mà chết theo ông được. Đó, bà vợ thứ nhất trả lời nè. Thấy bà vợ thứ nhất không theo mình được, không thủy chung được. Đến bà vợ thứ hai thì ông này ông cũng không hy vọng gì cả, vì suốt cuộc đời bả là ngoại tình. Cho nên thôi để cô ai thử nhé, một cái mong manh, một hy vọng cuối cùng. Thì ông mới qua cái lời mà bi ai thống thiết đó, mới nói bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ hai mà, bà vợ thứ hai nói thế này, đâu được. Bây giờ phút này mà ông đem ra kể lễ hả? Suốt đời ông vì tâm tham dục chứ không có ý nghĩa về tình yêu. Chứ giờ phút mà sanh ly tử phải biệt, chứ ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đâu ta gì thế thôi. Trời ơi, một cái áp hối mà như vậy, bị đá một đá thiệt là đau, không thể tự vài biểu làm sao Nam Mô A Di Đà Phật được, quý vị không? Đó là bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ ba thì bây giờ nói cũng là tiếng được tiếng mất, không có nói nhiều nữa. Cái bà vợ thứ ba, quý vị biết là bà vợ thứ ba nói là sao? Thế phải, tôi biết lắm, nhưng mà ông này, tôi chỉ đưa ông đến mộ là cùng, đến cái nghĩa trang á, đến như huyệt đó, đưa đến mộ là cùng, chứ không thể nào mà chết theo ông được. Hay rồi, bây giờ không, hơi không còn mà ra mà thều thào nó nữa. Thì trong lúc đó ông cố dồn hết cái tàn lực để nhìn đến bà vợ ấy. Bà vợ mà suốt đời thờ ơ mà lãnh đạm, cơ hội như có duyên mà không có nợ, không có cái gì, mới nhìn đến bà vợ thứ tư. Thì trong lúc đó bà vợ thứ tư sẵn sàng chết theo ông trong lúc ông chưa kịp ngỏ lời. Bà vợ thứ tư đó, chúng tôi xin hỏi ông trưởng giả đó là ai? Đó, quý vị theo dõi câu chuyện đó. Chúng tôi xin hỏi ông trưởng giả đó là ai? Bà vợ thứ nhất đó là gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư đó là gì? Còn nửa ngày dài lắm, ngày thời gian không hết rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ sẵn sàng thôi trả lời hết đi, vì thời gian nó không cho phép. Thứ nhất, ông trưởng giả đó là ai? Là mình nè. Tôi cũng có này, ông trưởng giả nè.
nam nữ ngồi đây có hết á. Ông Trần Giả là mình. Bà vợ thứ nhất là gì quý vị không? Là cái xác thân này, phải không? Khi đói phải tìm chỗ ra nó ăn, mà đòi đủ thứ nữa chứ, phải không? Khi lạnh rồi phải tìm chăn êm để ấm cho nó nằm, cứng lắm. Ai mà đánh tới là đỡ ngay, thưa quý vị, thấy không? Rồi gì nữa? Khi mà nhức đầu rồi mũi cảm lạnh ho rồi tìm Tylenol, aspirin hay là không khác thì cho nó uống vào. Đó, bà vợ thứ nhất đó, nó theo mình như hình với bóng. Bà vợ thứ hai là gì? Là suốt cuộc đời nó ngoại tình là gì? Là tiền tài và sự nghiệp. Nó không có thủy chung đâu quý vị ơi. Hãy 100 bạc mà cầm hôm nay á, là ngày mai nó sẽ đi nhà khác. Phải tiền tài và sự nghiệp không? Nó luôn luôn là ngoại tình. Mình đem cái tâm tham dục mà đem ra kệ lễ, đúng vậy. Bà vợ thứ ba là gì? Là gia đình quyến thuộc. Cái chuyện vui buồn về kể cho vợ con nghe chứ kể cho ai đâu. Cuối cùng nhắm mắt tắt hơi thở thì khóc bù lu bù loa, đưa đến huyệt là cùng bắt đầu. Hey, từ đây là coi như thiên thu vĩnh biệt. Phải không? Rồi ăn uống câu là sanh ký tử huy, thác ở mà sống về nghe mình. Mà nghe tu tuyên túc lâm tu thì có một câu là thôi mình cứ đi đi, cứ nghĩ cái câu là dương gian là cảnh, tình độ là quê, sống thì ta ở mà chết ta trở về. Đó là quý vị biết bà vợ thứ ba đó. Chúng ta có bà vợ thứ ba không? Có không? Có. Về kể hay. Bà vợ thứ tư là gì biết không? Suốt cả cuộc đời mà chúng ta chạy theo này, bà vợ thứ nhất, bà vợ thứ nhì, bà vợ thứ ba, thì chúng ta bỏ rơi cái dòng tâm thức của chúng ta, nhắm mắt tắt hơi thở chúng ta đi, đem mang theo chỉ có một dòng tâm niệm, đó là một người vợ thủy chung suốt cả cuộc đời, từ khi mà sinh ra cho đến mà nhắm mắt tắt hơi thở, phải không? Chạy theo nào tiền tài sắc danh thực thì mà quên cái tâm niệm của mình thì đó là cái chuyện mà phải nói rằng thế đáng tiếc. Như vậy quý vị thấy ông Trưởng Giả bốn vợ thôi chưa? Bây giờ về là thấy ông Trưởng Giả là đi rần rần thôi. Bây giờ mới biết vợ thứ nhất, vợ thứ nhì, vợ thứ ba, thứ tư này thế nào tu chứ gì nữa. Quý vị biết tu gì nữa. Đó. Mới tài sắc danh thực thì thôi. Bây giờ sắc thanh hương vị xúc này. Mắt bây giờ chúng ta thấy sắc này. Phải quý vị thấy không? Hả? Bây giờ đây quý vị thấy thường thường à, chúng ta thường nói với nhau, ôi trong cuộc đời này mà nó đầy dẫy thất tình lục dục mà, phải không? Quý vị có nghe đó không? Đó. Ở trên nên sống trong xã hội này, nam thì muốn thấy nữ lắm quý vị. Rồi nữ là muốn thấy nam, nó chiêu cảm, nó hấp dẫn, có một chút lực lạ đó. Vì vậy cho nên cái lục dục là gì? Đó. Mà đem cái cặp mắt mà nhìn, nếu mà chúng ta chịu khó suy nghĩ một chút thôi, hey, ta đi về phố hay ta đi bất cứ ở đâu, ở trong hai cái, nếu mà chúng ta thấy chứ chúng ta đừng có nhìn, hey, chúng ta thấy chứ chúng ta đừng có nhìn. Cái thấy của đây giống như là chúng ta đem tiền mà đi vào phố mà chúng ta không thấy có cái gì chúng ta mua ấy, chúng ta đem tiền về. Còn cái nhìn á, là xuống phố mà ta tập trung tư tưởng đến đôi mắt ta nhìn cái này nó vàng, xanh, đỏ, tím rồi. Rồi cái cổng, hễ cổng có bóng dáng, mắt ai đó nhìn rồi cái cổng về, hễ cổng từ phố về. Cho nên chúng ta đi phố bất kỳ đi đâu, lấy cái thấy, đừng lấy cái nhìn. Quý vị thấy không? Thấy nó khác với nhìn. Thấy chỉ có một cái, không có tác dụng phân biệt sâu sắc. Nhưng mà nhìn là có một tập, có một cái tập trung tư tưởng để chú ý như vậy. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta cái đôi mắt nó ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Thì trong vấn đề mà sắc ở đây đó, quý vị thấy là nó một trong cái lục dục mà cái cuộc đời phàm phu của chúng ta đó, nó say đắm hết. Thứ nhất là sắc dục, xanh vàng đỏ tím, cái sắc đẹp, nhiều cái sắc đẹp cám dỗ của nam và nữ mà họ đem lòng ham muốn yêu thương nhau.
Cho đến nỗi một người mẹ cứu mang một đứa con mang nặng đẻ đau, hãy hy sinh cho con vô bờ bến. Mà thiết tưởng trong cái câu mà con với mẹ tuy hai mà một, mẹ với con tuy một mà hai, thế mà sinh nó ra nuôi nó lớn, đến em đến cái tuổi mà tuổi sổ sữa rồi đó, thì nó yêu thương một ai đó đến nỗi mẫn thắt điên bát đạo. Nó yêu một người ngoài mà đến nỗi nó thất tình và thất vọng. Chứ có khi nào có một đứa con nào mẫn yêu thương ba mẹ đến nó nổi điên nổi khùng không? Có không? Có không? Hôm nay có người nào mà trải qua một cái cuộc tình lặng đặng mà gian dở ra đây, hãy muốn nói cái câu tu là cầu phúc mà tình nó dây oan, nó yêu thương đâu, không yêu thương ba mẹ, nhưng yêu thương người khác vậy, mạng điên lên điên xuống nó tội nghiệp phát phát. Chứ con đứa con nào mà yêu thương ba mẹ đến điên đảo thì ba mẹ cũng hãy cũng hài lòng chút. Đó quý vị thấy, đó chỉ nên vì sắc dục xanh vàng đỏ tím màu sắc của nam nữ, cho nên nam nữ nó đem lòng cái yêu thương thì ham muốn. Cái thứ hai, hình mạo dục, tức là hình tướng tốt đẹp mặt mày của nam mà nữ, cho nên đem lòng yêu thương và hãy mong muốn gần nhau. Cái luồng điện nó mạnh ghê gớm. Cái thứ ba là oai nghi tư thái dục, tức là bộ tịch đi đứng nằm ngồi nụ cười xa, nó đủ thứ ấy. Chưa nói hả, đeo hột xoàn vàng bạc lên đủ thứ quý vị tới. Cái thứ tư là ngôn ngữ âm thanh dục, là nói năng khéo léo nhẹ nhàng mà dịu dàng, như ca hát nó ngọt ngào, nó rỉ vào tai, nó đủ thứ ấy. Cho nên từ đó nam nữ mới đem lòng ham muốn và muốn gần nhau. Cái thứ năm là tế hoặc dục, là da thịt miễn màng trơn láng hả, nó đủ thứ. Rồi nam nữ nó đem lòng ấy, nó yêu thương nhau, muốn gần nhau. Cái thứ sáu là nhân tướng dục, là cái tướng trạng đáng yêu của nam nữ, tức là hết cả một cái hình dáng mà hả, từ đầu cho đến hả, đến chưa đâu quý vị thấy, chúng ta bị hết trơn, hay bị bao vây hết trơn. Cho nên chúng ta mới còn sống ngày hôm nay, ngồi ở đây chân đi không cách đất. Ở đây có người nào mà chân đi cách đất không? Hả? Ở đây có người nào mà chân đi cách đất không? Đâu có, quý vị đâu? Không có. Cho nên chúng ta phải chúng ta vay đất, cho nên chúng ta phải trả cái tấm thân này về đất, quý vị thấy. Đó. Bây giờ cái xác là quý vị thấy, vấn đề mà lục dục là quý vị đã thấy rồi hả? À, xác là thanh này. Thanh này, thanh là âm thanh đó. Rồi hương là mũi ngửi này, vị là miệng nếm này, cái xúc là trơn láng mịn màng của thân này, sắc thanh hương vị xúc pháp này. Quý vị thử qua quý vị. Quý vị đã có nhiều lần tụng kinh Pháp Hoa về cái phẩm công đức đó. Đấy, về phẩm công đức đó. Quý vị có biết mắt có bao nhiêu công đức không? Thờ nói vậy thôi. Tai có công đức không? Mũi có công đức không? Miệng có công đức? Thân có công đức không? Có hết quý vị. Mà chúng ta chịu khó tu là chúng ta có hết. Cái công đức nó chỗ nào? Nếu chúng ta biết được là chúng ta phải tập một chút thôi là chúng ta có công đức. Mắt chúng ta mà nhìn kinh á, nhìn những cái đối tượng mà tạo cho chúng ta tăng trưởng thêm đạo tâm, tăng trưởng thêm từ bi, tăng trưởng thêm trí tuệ, thì mắt chúng ta có công đức. Phải không quý vị? Như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ, mắt chúng ta nhìn cái gì nhiều nhất? Có một chút công đức thôi, rồi mắt. Cho nên nhìn những cái chỗ mà đáng nhìn, như chúng tôi vừa trình bày, để tăng trưởng đạo tâm, đó là mắt có công đức. Tai chúng ta nghe, ví dụ như ấy, chúng ta, miệng chúng ta đọc kinh là miệng chúng ta có công đức. Miệng chúng ta nói lời, nghĩa là ái ngữ, là miệng chúng ta có công đức. Miệng chúng ta nói lời hay và lẽ phải, miệng chúng ta tụng kinh nói chung hễ lợi mình và lợi người, miệng chúng ta có công đức. Tai chúng ta nghe lời hay là phải, nghe cái thuyết pháp, rồi nghe những cái thời tụng kinh, nghe những cái gì mà để làm cho chúng ta lợi lạc, hễ phát triển được tuệ tâm, tai chúng ta có công đức. Mũi chúng ta ngửi những trầm thơm để tăng trưởng đạo tâm, là cái mũi chúng ta có công đức. Miệng chúng ta tụng kinh, miệng chúng ta có công đức. Thân chúng ta ngồi những chỗ đáng ngồi, ví dụ như ngồi ở đây để nghe thuyết pháp, ngồi ở đây để tụng kinh, thân của chúng ta có công đức. Nhưng mà rất tiếc,
là chúng ta làm tạo công đức, cái khi thì tạo cho mắt chứ không tạo cho tai. Khi chúng ta tạo cho tai thì chúng ta không tạo cho mũi. Vì vậy chúng ta không có tập trung được những cái công đức dồi dào một lần trên mắt, trên tai, trên mũi, trên miệng và trên thân. Trong phẩm công đức mà kinh Pháp Hoa này quý vị thấy phải không? Tai, mắt, mũi, lưỡi và thân. Cho nên bốn cái đó tạo, năm cái đó tạo công đức mà chúng ta thấy chúng ta không tiết dịch đeo thành tràng công đức để mà trang nghiêm cái cuộc đời này cho cá nhân mình, cho người khác và trong tương lai. Đó quý vị thấy. Bây giờ lục dục chúng tôi sẽ tóm lược sơ qua vậy thôi. Và vấn đề mà thất tình là gì? Là hỷ là mừng, a nộ là giận, ái là thương, ố là ghét, ai là đau đớn, dục là muốn, lạc là vui. Đó là vấn đề quý vị thất tình. Hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc, bảy thứ chúng ta bị hết. Chúng ta bị hết. Cho nên Đức Phật dạy là có ái, do ái mà sanh ưu, do ưu mà sanh khổ. Cái người mà không có ái, không có thương, không thương yêu mà ham muốn thì không có ưu, có âu lo. Mà người không có âu lo là người đó an lạc, hạnh phúc đó, thật sự đó quý vị. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, không biết quý vị sao, lắm lúc chúng tôi nói trong cuộc đời của chúng ta viết một cái chữ, chữ lo đó, L-O-L-O đó, phải viết hoa, viết thật to, để chúng lúc nào chúng ta phải quán đó. Để tại sao chúng ta phải lo đó? Do ái mà sanh ưu, do ưu mà sanh khổ. Nếu không có ái thì không bao giờ có ưu, mà không có ưu là cuộc đời chúng ta có hạnh phúc an lạc đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy là quý vị thấy rõ ràng rồi. Bây giờ nó đưa đến cái trạng thái của chúng ta như thế nào, mà ngay trong hiện tại cũng như trong vấn đề mà tương lai. Con người sắp lìa trần, tâm khởi lên ba cái điều mà thương mến, không dứt bỏ. Cái thứ nhất là gia đình và quyến thuộc và sự nghiệp, đó là cảnh giới ái mà chúng tôi kể qua câu chuyện mà ông trưởng giả bốn vợ. Cái người mà sắp chết rồi đó, nó khởi ra ba cái tâm tham ái. Cái thứ nhất là gia đình và sự nghiệp, đó là cảnh giới ái. Cái thứ hai là mến tiếc cái thân thể của mình, không nỡ lìa bỏ, hoặc là tự thể ái. Đó, cái người mà sắp chết như vậy đó, nó xảy ra này, nó móng lên cái ba cái tâm, là mến tiếc cái thân thể của mình này, nó không nỡ lìa, không thể bỏ, cho gọi là tự thể ái. Cái thứ ba là ham muốn một cái chỗ mà mình sẽ sanh ra, nhắm mắt tắt thở là đương sanh ái. Đó, mong muốn làm sao sau khi nhắm mắt tắt hơi thở sẽ có một cái chỗ thác sanh về, đó gọi là đương sanh ái. Thế thì tóm lại thì chúng ta sẽ có hai con đường mà chúng ta phải ý thức. Con đường thứ nhất là phàm phu ái, tức là thương mình và thương những cái gì của mình có mà quên người hại vật, rồi làm khổ cho mình và khổ cho kẻ khác. Cho nên một cái tình thương không được tự tại, không được giải thoát, là vì tình thương nó có giới hạn. Đó, cái tình thương có giới hạn thì tình thương không được tự tại. Một cái tình thương không phân biệt thân và sơ, không có phân biệt là tốt hay xấu, như vậy tình thương nó mới được tự tại. Nếu ngược lại mà cái tình thương không được tự tại, đó là cái tình thương của cái phàm phu. Bây giờ cái tình thương của ông vị thánh hiền, quên mình vì người, nhờ lòng thương này mà thiên hạ được thái bình. Quên mình vì người là gì? Mình với người là một, cũng có tham sống và sợ chết. Như vậy chúng ta không có quyền gây cho chúng ta đau khổ, và cũng đồng thời không có quyền gây cho kẻ khác đau khổ. Mà trong kinh Pháp Hoa, ngài thường bất khinh Bồ Tát, tôi không muốn làm người đau khổ hay buồn, là vì ngài là một vị mà vị Phật trong tương lai. Nếu chúng ta làm cho chúng ta đau khổ là chúng ta đã hủy diệt một cái mầm gọi là Phật tánh. Ta làm cho kẻ khác đau khổ là chúng ta đã nhận chìm, chúng ta đã gây đau khổ cho vị Phật trong tương lai. Thì như vậy, nhờ cái tình thương, hiểu được như vậy, là cái tình thương từ cá thể, hiểu được như vậy
và nhiều người hiểu được như vậy, quốc gia, xã hội và thế giới như vậy. Đó là vấn đề mà cái lý tưởng của tình thương từ bi mà chúng ta đã hướng đến. Do cái từ tâm này mà những vị thánh giả là những vị thánh hiền rày đây mai đó trên con đường gọi là hoằng pháp lợi thanh lợi sanh và không vấn vương với sầu khổ. Vì cái buổi thuyết giảng của chúng tôi hôm nay còn rất là dài, nhưng thời gian có cái nhất định. Vì vậy cho nên chúng tôi dành 15 phút để mà quý vị có thể có những cái vấn đề thắc mắc, thì xin quý vị có thể tùy nghi để chúng ta thảo luận với cái đề tài hôm nay. Quý vị nào có thể là thắc mắc thì cứ tự nhiên ấy. Đây có quý vị nào không? Nếu không có thì chúng tôi lợi dụng trong 15 phút chúng tôi xin kể quý vị nghe câu chuyện trước khi mà chúng tôi tạm biệt quý vị. Cái câu chuyện như thế này. Qua cái buổi giảng của chúng tôi đó, chúng tôi biết rằng chúng ta đều nằm ở trong đó hết. Quý vị đừng nhìn quý thầy như Phật vậy. Quý vị đừng nhìn Phật là quý thầy, mà quý thầy như Phật vậy. Là quý thầy có cái duyên mà cạo đầu mặc áo mà sống ở chùa, là quý vị, quý thầy là phàm tăng, có ăn, có mặc, cũng biết vui, biết buồn. Nhưng mà cái vui, cái buồn của quý thầy đó, nó khác quý vị một chút thôi. Một chút đó là gì? Cái vui, cái buồn của ông vị thầy đó là cái vui khi mà Phật Pháp được phát triển, được trường tồn. Đó là cái vui của quý thầy. Cái buồn của quý thầy khi Phật Pháp suy vi tàn hoại, đó là cái buồn của quý thầy. Thế thì cái vui, cái buồn của quý thầy nó trực tiếp hay gián tiếp đến cái vui, cái buồn của quý vị? Vậy cho nên quý thầy mà buồn quý vị cũng chẳng vui, mà quý vị ở trong đây buồn quý thầy cũng chẳng vui đâu. Cho nên trên hai đoàn thể xuất gia và tại gia đều là con Phật, cũng ý thức rằng chúng ta dìu nhau để tu. Chúng tôi xin kể nghe câu chuyện như thế này. Ai ăn thì nấy no, mà khéo tu một chút á, là có tác dụng ngay. Có một câu chuyện là ba nhà tu. Có một câu chuyện có ba người, ba nhà tu. Một cái người thứ nhất phát tâm là sẽ sẵn sàng đi vào đời nơi nào mà có những cái thứ mà ấy dèm pha, những cái thứ cãi cọ tranh chấp nhau, thì cái vị nhà tu thứ nhất đi vào đó để mà khuyên lơn hòa giải. Vị thứ hai phát nguyện rằng sẵn sàng vào nursing home hay vào bệnh viện để mà chữa lành bệnh nhân, an ủi bệnh nhân. Cái vị thứ ba là ngược lại, không, tìm cái chỗ mà hết thanh vắng rồi là trầm tư mặc tưởng. Sau 10 năm trải qua như vậy thì cái vị thứ nhất bất lực, mình đến hòa giải rồi thì nó là gây chuyện. Thấy cái chuyện này là nó bày cái chuyện khác, thấy cái chỗ này là nó đến chỗ khác. Cho nên qua 10 năm thấy uể oải, sức mình không kham nổi, bất lực. Cho nên vị tu thứ nhất cái tìm cách làm sao để trở về thăm cái vị tu thứ ba. Cái vị tu thứ hai đi vào để mà an ủi bệnh nhân, hễ xoa dịu cái vết thương của bệnh nhân. Nhưng qua 10 năm cái vị thứ hai bất lực, thì cái tìm cái vị thứ ba, về cái vị thứ ba để mà thăm viếng. Thì cái vị thứ ba rất là bình tĩnh, mới nói hai vị như thế này: xin hai hiền huynh, hai hiền huynh chịu khó lấy mỗi người một cái số nước, thau nước, để đổ vào cái thau nước của mình á, rồi nhìn vô trong thau nước đó để thấy một cái gì, nó có thấy một cái gì ở trong đó. Thì hai vị bắt đầu vội vã đó, lấy những cái ly nước lớn hay là cái gáo nước lớn đổ vào trong cái thau nước của mình. Đổ vào rồi hai vị soi mặt mình vô trong đó, mới nhìn vô trong đó
rồi cái kết luận cách vội vã, đâu có thấy cái gì. Cái vị thứ ba mới nói như thế này: khoan, hai hiền huynh bình tĩnh đi, bình tĩnh một chút đi. Đó là độ 3 phút sau nhìn lại, nhìn vô trong thao để thấy cái gì. Thì 3 phút trôi qua một cách yên lặng như vậy, thì hai vị bắt đầu nhìn vào cái thao nước, thì hai vị bắt đầu kết luận như nhau: à, tôi thấy mặt tôi ở trong cái thao nước. Cái vị thứ ba mới kết luận: trong 10 năm dài, trong 10 năm trải qua, tôi chỉ làm có một chuyện thôi. Hả? Tôi làm chỉ được có một chuyện là làm sao tôi thấy mặt thật của tôi. Làm sao tôi thấy được mặt thật của tôi. Từ đó hai vị này mới tỉnh ngộ là 10 năm trải qua chỉ là mình làm chuyện bên ngoài, chứ không làm chuyện bên trong. Không thấy được mặt mình là trong cái cuộc đời này được mất hơn thua, vinh dự đến đủ mọi chuyện hết. Cho nên là làm xáo trộn cái cuộc đời mình, cũng như vừa mới đổ nước vô, vừa soi mặt mình vô là không bao giờ thấy mặt mình. Để cho nước mà bắt đầu yên lặng xuống mới thấy được cái khuôn mặt mình. Như vậy muốn thấy được là tài sắc danh thực thùy, muốn sai thấy được sắc thanh hương vị xuất phát, muốn thấy được hỷ nộ ái ố ai dục lạc, là cái con người đó cần phải làm nào, cái tâm phải bình tĩnh, phải lắng động tâm tư, hễ như cái mặt nước mà trong không có một chút gợn sóng, mới thấy được những cái tâm lý mà xấu xa phiền não, nó là từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ mà nó không buông tha chúng ta đâu, nó không buông rời chúng ta ngay trong hiện tại mà nó lôi kéo chúng ta về trong tương lai. Vì vậy ý thức qua một cái câu chuyện là cần phải bình tĩnh trước. Mày có bình tĩnh chúng ta mới sáng suốt được. Bình tĩnh như một chiếc gương sáng để sẵn sàng soi mặt mình. Mà muốn được như vậy, ngày cũng như đêm, giờ cũng như ngày, giây, những phút giây chúng ta cần phải lao, phải thực hiện.